Hai thằng kia. Sợ lại cả. Tao cả. Sợ lắm. Dừng lại. Đứng ra đây. Toàn bé bẩm. Vinh đầu to. Em chào đại ca Thái ạ. Lại gặp đại ca rồi. Toàn à, cô lấy cặp mình hôm nay có xinh không? Cặp đáng yêu thế. Mình mới mua đấy. Tớ mẹ thử đâu xem nào. Cặp hơi bị đẹp này. Người thích nhờ. Người thích mẹ. Mẹ tớ mua cho tớ đấy. Không biết hôm nay đi học, chúng mình còn gặp đại ca anh Thái mét mốt không nhỉ? Hôm nào cũng gặp anh ý rồi. Hôm nay mà gặp nữa thì buồn lắm. Hôm nay cặp mới này tớ để nhiều đồ ăn ở trong cặp lắm, mong là không gặp đại ca. Không đại ca lại trấn hết đồ của anh em mình. À ha. Hai thằng kia. Oh no. Sợ cả. Sao cả. Sợ lắm. Dừng lại. Đứng ra đây. Toàn bé bẩm. Vinh đầu to. Em chào đại ca Thái ạ. Lại gặp đại ca rồi. Ghê, hôm nay cặp mới à nha. Cặp hồng nha. Xem cặp hồng nào, có gì ăn không? Không có gì đâu ạ. Không phải nói dối, có đồ ăn rồi, cặp đẹp có đồ ăn. Toàn bé bỏng có gì ăn không? Em không có gì đâu anh, không có gì đâu. Mang cặp đây, cặp hồng trước. Mang cặp đây mau. Nhảy lên. Oh no. Dạ mừng. Cậu trước đi, cậu trước đi. Em trước à. Em đi học, em mua cho mức có bim bim thôi ạ. À. Thật không? Đây ạ. Đây anh xem. Mẹ cho tiền mua hẳn bim bim rộp rộp à. Có gì được không? Hết rồi ạ. Đưa đây vào. Đưa đây. Em có mới để đi ăn. Hết rồi à. Đây mà là hết rồi à. Kẹo cầu vồng em mua cho em đấy ạ. Hai kẹo cầu vồng luôn à. Ghê, hôm nay thằng này mẹ mua cho cặp mới, mua cho cả bim bim đắt tiền mà hai kẹo cầu vồng luôn. Bim bim ngon đấy. Toàn bé bảo. Oh no. Bé bảo. Hôm nào chúng mày chả bảo một cái kẹo gì. Bé này thôi anh cầm đi. Một cái kẹo bé này thôi. Kẹo cầu vồng à? Đấy, mỗi một cái kẹo cầu vồng thôi. Không, không có, không có gì nữa. Đưa anh xem. À, thằng này lại còn nhiều hơn à. Ô, thằng này. Kẹo của em, kẹo của em rồi. Ôi, cướp của ơi. Em. Ôi, thằng này hôm nay mẹ cho nhiều tiền quá ha. Anh ấy lấy hết đồ ăn của mình rồi. Thôi được rồi, hai đứa đi đây nha. Anh xin nhá. Em cầm vào đi. Ngoan nhá, ngoan nhá. Ngoan nhá, ngoan nhá. Hi hi, này mới tặng này nó giàu thế nhỉ. Về luôn đi. Sợ ngày ra chưa được ăn cái gì. Cướp hết đồ rồi. Cướp hết đồ ăn rồi. Đói bụng môi trường rồi. Qua hai cái cầu vồng mình lại còn có bim bim. Giờ tôi biết ai ăn gì bây giờ. Tiền này quá đáng thật. Hôm nào cũng chấn đủ một mình ấy. Giờ đi ăn gì bây giờ?
không thể như thế được. Mình phải tuân theo đại ca. Lúc nào chúng tôi bọn mình, cậu có cách gì không? Để tôi nghĩ xem nào. Nghĩ xem đi. À, tôi có cách rồi. Cách gì? Cậu bảo được với, bảo được với anh em mình cho. Tôi có cách rồi. Đây mình có hộp sữa này. Mình sẽ đổ mắm vào đây. Đây mắm đây. Mình sẽ dùng một cái ống tiêm. Mình đổ mắm vào hộp sữa này. Và bắt đầu mình làm nhá. Cuối cùng là mình đã có một hộp sữa. Có rất nhiều mắm ở trong rồi. Tên đại ca biết tay mình hôm nay đây. Hôm nay không có đứa nào đi qua đây nhỉ? Nó biết mình đứng ở đây chấn lột, bọn nó đi hết đường khác rồi thế. Sáng dậy sớm quá, ngủ giấc vậy. Bây giờ thôi, lại gặp tên đại ca hôm qua bắt nạt anh nhà mình cả. Hôm nay tới với cậu ra cho anh nhá. Để tôi trước cho. Ừ, cậu ra trước. Ừ, ở đấy nhá. Đi ra đi, tới đó. Đại ca! Em đây, em đây. Ồ, đứa nào đấy nhỉ? Em Vinh ạ. Ờ. À, có gì ăn không? Đây, em có mấy cho đại ca này. Mày có đồ ăn cho tao luôn á. Đây, đây, đúng rồi. Wow, hôm nay thằng này lại... Đây, có đại ca này. Wow, sữa à? TH Chumil à? Có gì không, có hết gì rồi, không? Hết rồi. Đưa anh xem nào. Đi học ghê, đi học. Sao thằng này hôm nay nó chu đáo thế nhỉ? Uống luôn. Sao mày mặn thế này? Thằng Vinh đầu to nhá. Mặn quá. Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ tên chôn tên đại ca bằng vật dụng là một chiếc kẹo này, một hộp bánh, một hộp cái lanh răng. Đây để mình bóc ra. Đây rồi. Mình có một cái ống tiêm và một đôi đũa. Trước tiên là mình sẽ bóc cái bánh này ra, bóc cái chiếc sô cô la này ra. Ui. Đấy rồi. Mình sẽ đục một lỗ to ở đây và một chiếc đũa nhá. Đấy à. Rồi. Mình sẽ bơm cái bánh răng vào đây nhá. Đấy à. Giờ mình sẽ bơm vào chiếc kẹo này. Ui, khá là nhiều. Giờ mình sẽ cho gọn lại vào trong chiếc kẹo này. Đây mình một chiếc kẹo có rất nhiều cây răng ở trong rồi. Đến lượt mình ra tay rồi. Vinh đầu to hôm nay giỏi thật. Chôn cả mình. Toàn. Toàn mày bảo ngay đây. Em đây. Mày tưởng anh không nhìn thấy á? Ê, có đồ gì ăn mày định chui ở đây mày giấu tao không? Có gì ăn bỏ ra nào. Hôm nay em ngoan, em đưa luôn cho anh nhá. Đâu đây nào? Có gì có mấy thằng bắt nạt em mà anh cái em được không? Đưa đây nào. Xả Licker à? Ơ, cái này mua ở siêu thị ngon. Thôi, đi học đi. Thích đi học đi đi. Wow, hôm nay mẹ thằng này nó mua cho nó cái đắt tiền luôn này. Wow, xả Licker luôn. Yeah. Cay quá. Sao lại toàn kem đánh răng này? Hôm nay tuần bị trôn thôi, hôm nay đi về lên.